Ôi rồi anh em đây này, sau nhiều năm sử dụng nghe anh em thấy con VinFast Fadin này, cái sàn là sàn nỉ nguyên bản nha anh em thấy không ạ, rất là bẩn này anh em thấy không đấy. Anh em cứ bảo là xe mình đi cứ suốt ngày vệ sinh là sẽ sạch đúng không, nhưng mà cái sàn nỉ này và anh em đi nó ở đây là cái ghế mà bên em đã tháo ra, thì ở phần cái sàn này khi mà anh em đi vệ sinh gần như là sẽ không được vệ sinh được những cái gần này đấy, cái sàn nỉ thì nó sẽ bám vào đây và anh em cái chân dép mình đi khi mà đi trên đường về thì nó sẽ hay ướt và anh em sẽ nhẵm lên đây nó sẽ gây ra mùi hôi đấy. Vệ sinh nên anh em lâu lâu trong thời gian dài khoảng 6 tháng đến 1 năm thì anh em nên dọn lại vệ sinh nội thất lại một lần. Để làm gì ạ, đây có những cái khe kẽ như này thì nó sẽ rất cực kỳ bẩn. Đây là cái thợ kỹ thuật bên em đã có vệ sinh qua rồi và nó đã làm sạch lại như ban đầu của nhà máy khi mà xuất xưởng cho anh em. Đấy, còn cái sàn da như này thì anh em nên trải cho em ngay một bộ sàn da để bảo vệ cho cái sàn da của mình không bị hôi và dễ lau chùi, dễ vệ sinh. Đấy, những cái chi tiết như vô lăng vô đen, ta bị cửa này, lâu ngày anh em sử dụng mà anh em không được dưỡng da thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chi tiết nhựa và dễ hao mòn, dễ bạc táp lô anh em nhé. Đấy, những cái phần cốp, phần cốp này thì anh em trong thời gian sử dụng dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cốp này của anh em. Anh em thể thấy là đây là cái thợ bên em đã vệ sinh hoàn toàn rồi thì nó đã trở lại cái vẻ đẹp mà như ban đầu. Đây anh em thể thấy những cái cốp nước này, anh em sau thời gian sử dụng đây anh em thể thấy trực tiếp đây, nước nó sẽ đọng lại ở phần những phần cốp này. Đấy, nên là anh em khi mà sử dụng cái dòng xe lâu nên là đảm bảo sức khỏe cho anh em thì anh em nên vệ sinh 6 tháng, 1 năm một lần cho cái nội thất của mình thơm tho, sạch sẽ và không có mùi. Đấy, còn anh em muốn vệ sinh nội thất ở đâu ạ? Anh em đến ngay với Akala Thái Nguyên anh em nhé.